Sáng nay tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã diễn ra kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi cùng đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia. Kỳ thi có sự tham gia của 91 thí sinh là cán bộ công chức viên chức hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quản lý và 2 cán bộ công chức thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, tỉnh Nam Định quản lý, có đủ các tiêu chuẩn điều kiện tham dự kỳ thi. Các thí sinh tham dự kỳ thi trong 2 ngày, mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11 năm 2023 với 3 môn thi gồm thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ, thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ đối với thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với thí sinh dự thi thăng hạng viên chức hành chính. Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết, đây là năm đầu tiên tỉnh Hưng Yên tổ chức thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an ninh trật tự an toàn, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu tất cả các thí sinh có trách nhiệm chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của kỳ thi, bình tĩnh, tự tin, nỗ lực hoàn thành tốt các bài thi. Các thành viên hội đồng thi, các thành viên ban giám khảo kỳ thi, các bộ phận giúp việc của hội đồng thi, các thành viên tổ phục vụ kỳ thi, tổ đảm bảo an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm được giao, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của kỳ thi, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy, quy chế thi.